Hôm nay chúng ta sẽ học bài enzyme. Làm vào lớp này. Mục tiêu của bài là phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng enzyme. Thứ hai là phân tích được sự thay đổi hoạt động enzyme trong một số trường hợp bệnh lý. Mục tiêu thứ ba là lựa chọn được một số enzyme thường ứng dụng trên lâm sàng trong một số trường hợp bệnh lý. Ta đi vào phần thứ nhất là phần đại cương. Thì thứ nhất là chúng ta phải hiểu enzyme là gì. Enzyme là những chất xúc tác sinh học đặc biệt của cơ thể sống. Thì thực ra chúng ta cũng có thể coi enzyme là chất xúc tác, đúng không ạ? Nhưng nó sẽ có những cái đặc điểm khác biệt so với những chất xúc tác thông thường. Đó là gì ạ? Thứ nhất là nó có bản chất cấu tạo là protein, và thứ hai nó có khả năng xúc tác cho các phản ứng hóa học xảy ra ở trong cơ thể sống. Cái điểm này khác biệt rất cơ bản. Bởi vì sao ạ? Vì các em biết là cái điều kiện để thực hiện các cái phản ứng ở bên ngoài cơ thể, ví dụ như là phản ứng xảy ra ở trong môi trường tự nhiên hay là phản ứng xảy ra ở trong điều kiện phòng thí nghiệm ấy, thì nó sẽ khác hoàn toàn với cái điều kiện phản ứng hóa học xảy ra ở cơ thể sống. Hôm tới này thì chúng ta có một cái nội dung đó là bài chuyển hóa năng lượng. Đấy, thì bài năng lượng sinh học ấy, thì các em sẽ được so sánh giữa cái sự giống và khác nhau giữa cái phản ứng bên xảy ra bên trong và bên ngoài cơ thể. Thì hiện nay thì chúng ta đã có thể phát hiện được khoảng 3.500 enzyme khác nhau. Thì điều đó nói lên là hoạt động chuyển hóa trong cơ thể chúng ta rất phong phú, đa dạng. Enzyme hiện nay đã được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu về cấu trúc phân tử, trong nông nghiệp, trong công nghiệp và đặc biệt là trong y học. Thì lát nữa chúng ta cũng sẽ kể tên một số những cái enzyme mà có ứng dụng ở trong y học. Về cách gọi tên và phân loại enzyme thì có các bốn cách gọi tên. Thế nhưng mà cái cơ bản là các bạn nhìn vào cái phần đuôi của các tên của các cái hợp chất ấy. Nếu như có cái đuôi A như này đúng không ạ? Thì chúng ta nhận biết đây là enzyme. Thì cách gọi tên thứ nhất là gì ạ? Tên cơ chất đặc hiệu cộng với đuôi A. Urea protease. Hay là cách gọi tên thứ hai là gì ạ? Tên tác dụng cộng với đuôi A. Chúng ta có oxidase, amino transferase. Hay là tên cơ chất cộng với tên phản ứng và đuôi A. Ví dụ như là gì ạ? Lactate dehydrogenase. Thế ngoài ra nữa thì các em thấy là chúng ta còn có cái tên thường gọi. Tên thường gọi. Thì tên thường gọi này các em thấy nó cũng chẳng theo một cái quy ước nào cả. Mà thường là gì? Người ta tự đặt cho nó hoặc là người ta lấy tên của cái tác giả phát hiện ra enzyme này để đặt cho nó. Thì cái tên thường gọi này rất là khó nhớ. Nếu như mà chúng ta không biết trước thì chúng ta không biết đây là enzyme, cũng không nhận biết được, đúng không ạ? Do vậy mà bây giờ thì hầu như là người ta sẽ gọi tên theo quy ước quốc tế chung. Thậm chí là người ta còn quy ước để mà viết tắt tên enzyme này, rồi phân lớp, đánh số thứ tự, rồi phân ra các nhóm enzyme như thế nào thì đều có quy ước cụ thể cả. Thế còn về cái cách gọi tên enzyme thì trong bốn cái cách gọi tên này, các em thấy là cái cách gọi tên thứ ba có thể là đầy đủ nhất. Đấy, bởi vì dựa vào cái tên gọi này ấy, thứ nhất này chúng ta nhận biết đây là enzyme đúng không ạ? Thứ hai nữa, dehydrogenase thì chúng ta biết tác dụng của enzyme này cho phản ứng nào, thì đây là phản ứng khử hydro, phản ứng oxy hóa khử đúng không ạ? Và cơ chất đặc hiệu mà nó tác dụng ở đây chính là axit lactic. Như vậy thì có thể từ cái tên của enzyme thôi chúng ta cũng có thể viết được phương trình phản ứng đầy đủ. Về phân loại enzyme thì để có thể có cơ sở phân loại enzyme thì người ta dựa vào các cái loại phản ứng mà enzyme xúc tác. Thì trong cơ thể chúng ta và trong thực tế nói chung á, thì có 6 loại enzyme, 6 loại phản ứng cơ bản. Và như vậy thì tương ứng sẽ có 6 loại enzyme xúc tác cho 6 loại phản ứng này. Đó là phản ứng oxy hóa khử, chúng ta sẽ có enzyme oxy hóa khử. Phản ứng trao đổi thì chúng ta sẽ có các enzyme vận chuyển nhóm. Phản ứng thủy phân, chúng ta có enzyme thủy phân. Phản
phản ứng phân cắt, chúng ta có enzyme phân cắt, phản ứng đồng phân hóa, phản ứng tổng hợp. Đấy. Mỗi một loại enzyme này thì lại gồm có nhiều các enzyme dưới lớp. Vậy thì thế nào là enzyme dưới lớp? Thì khi mà đi phân tích vào từng loại enzyme một á, thì chúng ta cô sẽ lấy ví dụ để cho các bạn hiểu thế nào là enzyme dưới lớp. Loại thứ nhất đó là enzyme oxy hóa khử. Thực ra đây là chúng ta nói tắt thôi, đúng không ạ? Chứ còn thực tế đó là gì ạ? Đó là enzyme xúc tác cho phản ứng oxy hóa khử, là các oxido reductase sẽ có vai trò là vận chuyển hydro và vận chuyển điện tử từ cơ chất đến hóa chất tham gia phản ứng trong các cái quá trình oxy hóa khử. Có các dưới lớp là các dehydrogenase thì nó sẽ sử dụng các phân tử không phải oxy làm chất nhận điện tử, hoặc là các oxidase sử dụng oxy làm chất nhận điện tử nhưng không tham gia vào thành phần cơ chất. Các reductase đưa H cộng và điện tử vào cơ chất. Ngoài ra còn có các dưới nhóm là catalase, peroxidase hay là oxygenase. Thì như vậy qua các cái ví dụ về các cái dưới lớp, enzyme dưới lớp này thì các em hiểu là đây cũng là đều là các enzyme sẽ xúc tác cho phản ứng oxy hóa khử, là cùng một loại, đúng không ạ? Nhưng mà mỗi một cái enzyme dưới lớp này ạ thì nó lại tác dụng đặc hiệu trên một cơ chất. Đấy. Do vậy mà các enzyme dưới lớp là một nhóm các enzyme tác dụng cho cùng một loại phản ứng nhưng mà nó tác dụng đặc hiệu lên các cơ chất khác nhau. Tiếp theo chúng ta lấy thêm một ví dụ nữa. Ví dụ ở các enzyme ở loại 2 là enzyme xúc tác cho phản ứng trao đổi, enzyme vận chuyển nhóm, xúc tác cho việc vận chuyển các gốc hoặc là các nhóm hóa học khác nhau từ phân tử chất này sang phân tử chất khác. Thì nó sẽ có các cái dưới lớp như là amino transferase. Thì đây là enzyme đặc hiệu ở dưới lớp, đặc hiệu vận chuyển, chuyên vận chuyển nhóm amin thôi, từ axit amin vào axit alpha cetonic. Transcetolase hay là transandolase thì nó sẽ chuyển các cái đơn vị hai carbon, ba carbon. Kinase chuyển gốc phốt phát từ ATP vào cơ chất. Thiola thì chuyển nhóm coenzyme A vào cơ chất. Ngoài ra còn một số dưới nhóm như là polymerase, phosphorylase hay là acyl transferase. Thì như vậy là thêm một cái ví dụ này để cho các em thấy là vậy thì các dưới enzyme dưới lớp của loại enzyme vận chuyển nhóm thì đều là các enzyme nhé, xúc tác cho loại phản ứng, ở đây là phản ứng trao đổi, đúng ạ? Nhưng mà sao ạ? Mỗi một enzyme dưới lớp này thì nó có tác dụng đặc hiệu vận chuyển một cái nhóm chất hóa học nào đó. Loại enzyme thứ ba là enzyme thủy phân, thì tham gia cắt đứt các liên kết nội phân tử bằng cách là gắn một phân tử nước trên điểm tấn công. Thì đối với enzyme thủy phân thì các em thấy là nó sẽ thủy phân các cái liên kết như là liên kết ester, liên kết glucosid vân vân. Ở đây chúng ta thấy các dưới lớp này. Thêm cái ví dụ này thì càng làm cho các em hiểu kỹ hơn về thế nào là enzyme dưới lớp nhé. Các estera thủy phân liên kết ester, các glucosida thủy phân liên kết glucosid, các protease thủy phân liên kết peptide, các phosphatase thủy phân liên kết ester phosphate. Như vậy thì ở đây các em thấy là bốn cái enzyme này đều là enzyme thủy phân, đúng không ạ? Nhưng mỗi một cái dưới lớp enzyme này thì nó lại tác dụng đặc hiệu cho một loại liên kết, nó thủy phân đặc hiệu một loại liên kết thôi, đúng không ạ? Loại enzyme thứ tư đó là enzyme phân cắt, thì nó xúc tác cho phản ứng tách một nhóm hóa học nào đó ra khỏi cơ chất nhưng mà không có sự tham gia của phân tử nước. Như vậy thì thường là enzyme DA này nó sẽ cắt cái liên kết carbon carbon. Cái carbon carbon. Gồm các dưới lớp như là các decarboxyla thì tách phân tử CO2 từ cơ chất. Hay là các andolase tách một phân tử aldehyde từ cơ chất. Các diaz tách đôi một phân tử mà không có sự tham gia của nước. Loại enzyme thứ năm đó là enzyme đồng phân, có tác dụng xúc tác biến đổi giúp các dạng đồng phân của các chất hóa học. Có các dưới lớp đó là các isomera để xúc tác cho phản ứng chuyển dạng đồng phân các cái nhóm chất hóa học trong giữa các phân tử khác nhau, ví dụ như là từ nhóm chất ceton thành nhóm chất aldehyde. Đấy. Hoặc là nó chuyển dạng đồng phân các cái nhóm hóa học, chất hóa học trong cùng một phân tử.
trong giữa các nguyên tử, trong cùng một phân tử thì chúng ta có ở dưới lớp là mutase, đây được gọi là enzyme đồng phân cùng phân tử, đúng không? Rồi là các epimerase hay là các glycemase, vân vân, thì đều là các enzyme giúp tác cho phản ứng đồng phân hóa. Loại enzyme thứ sáu, loại enzyme thứ sáu là enzyme tổng hợp, là enzyme tổng hợp. Thì các em biết rồi đúng không ạ? Phản ứng tổng hợp ấy thì nó có thể có, nó sẽ cần cái sự cung cấp năng lượng, thường là như vậy. Năng lượng ở đây thì thường là do gì đấy ạ? ATP cung cấp. Đối với enzyme tổng hợp thì có các dưới lớp, nó là tranh tetase gắn hai phân tử với sự tham gia cung cấp năng lượng của ATP. Carboxylase gắn CO2 vào phân tử cơ chất. Ví dụ như là pyruvate carboxylase thì sẽ gắn CO2 vào axit pyruvic, đúng không ạ? Ligase sử dụng cho việc gắn hai đoạn nucleotide với nhau. Chúng ta có các DNA ligase. Như vậy thì chúng ta hiểu là gì ạ? Một lần nữa chúng ta hiểu lại rằng là gì ạ? Các enzyme dưới lớp ấy, nó là một nhóm các enzyme, đúng không ạ? Cùng tác dụng cho một loại phản ứng nhưng nó tác dụng đặc hiệu lên cơ chất khác nhau, liên kết khác nhau và phản ứng khác nhau, đúng không ạ? Thì đấy là chúng ta đã vừa xong cái phần phân loại enzyme cũng như là chúng ta hiểu được các enzyme dưới lớp là những enzyme như thế nào. Và phần tiếp theo đấy, là chúng ta sẽ nói về cấu trúc phân tử enzyme, một số coenzyme quan trọng cũng như chúng ta sẽ phải hiểu được cái cơ chế tác dụng của enzyme. Thế thì để các em có thể hiểu được cái cơ chế tác dụng của enzyme thì cô sẽ nói về cái cơ chế tác dụng của enzyme trước. Đấy, bởi vì khi mà các em hiểu được cái cơ chế tác dụng của enzyme thì các em cũng sẽ hình dung được, đúng không ạ? Tại sao enzyme nó lại có cái cấu trúc như vậy? Đây chúng ta sẽ chuyển sang phần 6 nhỏ trước. Đó. Cơ chế xúc tác của enzyme. Thế thì nói đến một cái phản ứng hóa học thì các em biết rồi. Bình thường nếu mà chúng ta cứ tự để cho hai chất, ba chất gì đó nó tham gia vào phản ứng thì có khi nó không bao giờ xảy ra. Hoặc là gì ạ? Nó xảy ra với cái tốc độ rất là chậm. Hoặc đôi khi chúng ta phải cung cấp cho nó một cái năng lượng delta G đủ lớn thì nó mới có thể là hoạt hóa và thực hiện được phản ứng. Thế thì trong trường hợp mà phản ứng có enzyme xúc tác, câu hỏi đặt ra với chúng ta là gì ạ? Vậy làm thế nào, đúng không ạ, để mà với cái vai trò của enzyme, với sự có mặt của enzyme thì nó lại làm cho phản ứng có thể là từ chỗ là gì không xảy ra dẫn đến là gì ạ, xảy ra hoặc là gì đang xảy ra với tốc độ chậm thì nó sẽ xảy ra với tốc độ nhanh hơn. Ở đây cô có một cái ví dụ, đó là gì ạ, đó là cô lấy ví dụ đơn giản thôi nhé, đúng không ạ, đó là có một cái sự có một cái phản ứng giữa chất S và chất B. Chất S và chất B. Cô xin lỗi tí, alo ạ. Tôi đang vào. Ok. Thì các em thấy này, cô tiếp tục này. Thì các em thấy là nếu như mà chúng ta cứ để chất S với chất B này nó tương tác với nhau thì có khi nó chẳng bao giờ nó phản ứng với nhau, đúng không ạ? Hoặc là gì? Phản ứng xảy ra chậm. Hoặc là chúng ta phải cung cấp năng lượng thì phản ứng này nó mới xảy ra. Vậy thì bây giờ có sự xúc tác của enzyme E thì E sẽ làm như thế nào để cái phản ứng này nó xảy ra? Thì cái điều kiện
Tiên quyết ở đây để mà làm cho phản ứng có thể xảy ra dưới tác dụng của enzyme E, đó là E phải gắn được với các cái chất tham gia phản ứng. Thế và chất nào tham gia phản ứng mà gắn được với enzyme E thì chất đó người ta gọi là cơ chất đặc hiệu. Cơ chất đặc hiệu. Thế và ở đây chúng ta giả sử như là gì ạ? Cơ chất đặc hiệu của phản ứng là chất S. Thì như vậy sẽ phải có sự kết hợp giữa gì ạ? Gắn giữa enzyme với lại cơ chất S, và chúng ta thấy là ở đây sẽ hình thành nên phức hợp là ES. Cái phức hợp, khi mà phức hợp enzyme cơ chất hình thành rồi ấy, thì ngay sau đó nó sẽ giải phóng ra enzyme E. Và enzyme E sẽ giải phóng ra theo cái nguyên tắc là gì ạ? Được giải phóng ra nguyên vẹn, đúng không ạ? Theo đúng cái tính chất của một chất xúc tác. Đấy. Tức là nó được giải phóng ra nguyên vẹn sau phản ứng và nó không tham gia vào thành phần sản phẩm phản ứng. Thế thì E sau khi được giải phóng ra rồi thì còn lại cơ chất S. Lúc này thì các em thấy là S sau khi tách ra khỏi phức hợp enzyme cơ chất ấy, thì nó lại trở nên hoạt hóa. Nó lại trở nên hoạt hóa. Đấy, và người ta ký hiệu là gì ạ? S sao? Nó là thể hiện là gì ạ? S lúc này đã trở nên hoạt hóa. Và nó dễ dàng phản ứng với chất B để tạo thành sản phẩm. Để tạo thành sản phẩm. Phản ứng lúc này xảy ra dễ dàng, tốc độ thì nhanh, không cần cung cấp năng lượng, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta có một cái câu hỏi ở chỗ này là gì? Vậy thì sau khi mà tách ra khỏi phức hợp enzyme cơ chất ấy, chúng ta nói là S được hoạt hóa thì nó được hoạt hóa như thế nào? Đấy thì cô lại lấy một cái ví dụ đơn giản để cho các em dễ hình dung. Đấy giả sử như là gì? Chất S đúng không ạ? Bình thường các em biết rồi, các cái chất nguyên tử phân tử ấy, thì nó đều có một cái xu hướng chung là nếu như mà nó tồn tại ở trạng thái tự do ấy, thì nó sẽ đều có xu hướng là nó phân bố cái điện tử lớp ngoài cùng, làm sao mà để cho nó ở cái trạng thái bền vững nhất, đúng không ạ? Thế giả sử như cơ chất S của chúng ta mà nó có hai cái điện tử ở lớp ngoài cùng ấy, thì nó sẽ phân bố theo cái cách là gì ạ? Nó sẽ ghép cặp cả hai cái điện tử đó vào một cái orbital trống ở lớp ngoài cùng để mà làm cho cái cơ chất của chúng ta ở cái trạng thái bền vững nhất, Thế nhưng mà sau khi mà kết hợp với enzyme E thì nó sẽ phân bố lại, nó sẽ thay vì ghép cặp cái cặp đôi điện tử đó thì nó lại tạo ra hai cái điện tử đơn, đúng không ạ? Xếp vào hai orbital trống ở cái lớp ngoài cùng, và khi đó thì nó sẽ có nhu cầu là gì? Tìm thêm những cái điện tử để ghép cặp với hai cái điện tử vừa tách nhau ra đó. Thì hay nói cách khác là gì đấy ạ? Nó sẽ dễ dàng phản ứng với chất B. Vì trong trường hợp này nó sẽ kích thích và sẽ dễ dàng nhận điện tử từ chất B để tạo ra cái cặp điện tử dùng chung, hay nói cách khác là để nó hình thành nên liên kết, đúng không ạ? Thế và như vậy với cái cách hoạt hóa như vậy, cách phân bố lại điện tử như vậy thì nó sẽ làm cho cái cơ chất S của chúng ta sau khi mà kết hợp với enzyme thì nó trở nên dễ dàng thực hiện các cái phản ứng hóa học. Mặc dù trước đó đúng không ạ? Nếu như chúng ta cứ để nó ở trạng thái ban đầu thì nó sẽ khó khăn trong cái việc tham gia vào phản ứng, hoặc là thậm chí là gì ạ? Nó không bao giờ có thể thực hiện cái phản ứng hóa học được. Đấy. Thì qua cái những cái việc phân tích cũng như là lấy ví dụ như vậy để cho các em hiểu được cái cơ chế tác dụng của enzyme. Như vậy là một phản ứng hóa học có sự xúc tác của enzyme thì bắt buộc nó phải có sự kết hợp giữa enzyme và cơ chất. Thế mà khi mà đã tạo thành phức hợp enzyme cơ chất rồi thì enzyme sẽ được giải phóng ra nguyên vẹn, còn cơ chất thì sẽ được phân bố lại điện tử và trở nên hoạt hóa. Lúc này thì nó có thể dễ dàng thực hiện các phản ứng mà không cần thêm bất cứ điều kiện gì, đúng không ạ? Thì đấy là cái cơ chế tác dụng của enzyme. Thế và sau khi chúng ta đã hiểu được cái cơ chế tác dụng của enzyme này rồi thì chúng ta lại có một cái câu hỏi đặt ra, đó là gì ạ? Vậy thì cái cấu trúc của enzyme E phải như thế nào, đúng không ạ? Nó mới phù hợp và nó mới có thể dễ dàng kết hợp được với cơ chất, bởi vì chúng ta thấy là tham gia vào phản ứng không phải là chỉ có mỗi cơ chất S mà còn có nhiều các cái chất khác, nhưng mà tại sao E nó có thể nhận biết được và kết hợp được với cơ chất? Như vậy là về mặt cấu tạo, đúng không ạ, thì giữa enzyme và cơ chất đặc hiệu nó phải có cái gì đó nó rất là phù hợp với nhau, đúng không ạ, để nó có thể nó nhận ra nhau và tạo thành cái phức hợp enzyme cơ chất. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại để chúng ta xem cái cấu trúc của enzyme, và
xem là với cái cấu trúc như vậy thì nó có phù hợp đúng không ạ, để mà có thể kết hợp với cơ chất được không. Ta sẽ quay lại phần 4 đúng không ạ? Cấu trúc phân tử enzyme thì các bạn cũng biết đúng không ạ, enzyme có bản chất cấu tạo là protein và thường đó là các cái cấu trúc bậc cao đúng không ạ, cấu trúc bậc cao. Về thành phần cấu tạo thì ở đây chúng ta có hai loại enzyme, đó là enzyme thuần và enzyme tạp. Enzyme thuần tức là chỉ có gồm cấu tạo là protein. Và enzyme tạp thì enzyme thuần chúng ta thấy là nó chiếm số lượng rất ít thôi, còn lại chủ yếu là enzyme tạp. Thì enzyme tạp nó gồm có hai phần, phần protein thuần được gọi là phần apoenzyme. Đây là cái phần cấu tạo chủ yếu của enzyme nên là nó sẽ quyết định toàn bộ những cái tính chất lý hóa của enzyme. Phần thứ hai là không phải là enzyme, không phải là protein thì được gọi là coenzyme. Và cái phần này nếu như thiếu thì enzyme không hoạt động. Như vậy là nó sẽ có hai cái phần cấu tạo không thể tách rời nhau, đó chính là phần apoenzyme và phần coenzyme. Vậy thì coenzyme là gì? Coenzyme là một nhóm hóa chất nào đó. Hoặc coenzyme có thể là vitamin, hoặc coenzyme có thể là một ion kim loại. Thế nói đến việc coenzyme là vitamin ý, thì chúng ta đều đã biết vitamin và thậm chí là chúng ta đều đã sử dụng vitamin đúng không ạ? Nhưng cái vai trò của nó thực tế đối với cơ thể thì nhiều khi chúng ta cũng chưa rõ là đúng không ạ? Chúng ta chỉ biết là đấy là một cái, nhiều khi người ta còn gọi đó là chất bổ đúng không ạ? Chất mà dùng vào thì nó làm cho chúng ta sức khỏe nó tốt hơn đúng không ạ? Vân vân. Đấy là nhiều cái cách suy nghĩ. Nhưng qua cái bài học này thì các bạn hiểu là vậy thì vitamin có vai trò gì với cơ thể ạ? Nó đóng vai trò là gì ạ? Cấu tạo coenzyme. Thế mà coenzyme thì lại không thể thiếu cho hoạt động của enzyme. Mà enzyme thì lại không thể thiếu cho một số những cái phản ứng chuyển hóa trong cơ thể. Như vậy thì thiếu vitamin thì enzyme không hoạt động được, chuyển hóa không diễn ra được và hậu quả là gì ạ? Có những cái rối loạn chuyển hóa sẽ xảy ra ở trên cơ thể, đúng không ạ? Cô lấy ví dụ như là thiếu vitamin K thì nó sẽ làm rối loạn quá trình đông cầm máu. Thiếu vitamin D thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa canxi, còi xương, suy dinh dưỡng, vân vân. Một số enzyme thì coenzyme là kim loại. Thì đến nay cái vai trò của kim loại đối với hoạt động của enzyme ý, thì chúng ta vẫn đang phải tiếp tục nghiên cứu. Có một số vai trò được đề xuất như là kim loại có thể tham gia trực tiếp vào phản ứng xúc tác của enzyme, hay nó hoạt động như một chất oxy hóa khử, hoặc là có thể là nó sẽ tham gia vào cái việc là tạo thành phức hợp với cơ chất. Ví dụ như là các enzyme catalase, cytochrome, oxida, peroxida thì có chứa sắt 2. Thì trong trường hợp này sắt 2 đóng vai trò và nó hoạt động như là một chất oxy hóa khử nhờ cái sự thay đổi số oxy hóa từ sắt 2 thành sắt 3 và ngược lại. Cytochrome oxidase cũng tương tự như vậy nhưng mà nó thay thế bằng nguyên tử đồng 2. Thế còn đối với hexokinase thì đây là enzyme xúc tác cho phản ứng phosphorin hóa gluco thành gluco giữa 6 phosphat và nó cần sự có mặt của ion MG2 cộng. Thì trong trường hợp này, ion MG2 cộng có thể nó đóng vai trò là một cái cầu nối để tạo ra cái phức hợp enzyme cơ chất, hoặc là nó cũng có thể là đóng vai trò như là một cái chất xúc tác thứ hai của phản ứng. Thế quay trở lại cái cơ chế tác dụng của enzyme thì chúng ta nói là một phản ứng để mà có thể được enzyme xúc tác thì cái điều kiện ở đây là enzyme phải kết hợp với cơ chất, đúng không ạ? Vậy thì enzyme sẽ kết hợp với phần nào của cơ chất, hay là các cơ chất kết hợp với phần nào trên cái cấu tạo của enzyme mà chúng ta vừa mô tả lại có hai phần là phần apoenzyme và phần coenzyme thì nó gắn với phần nào? Thì các em thấy là nó sẽ gắn với trung tâm hoạt động của enzyme. Và cái trung tâm hoạt động này thì nó thường nằm ở phần apoenzyme. Mỗi một enzyme sẽ có một hoặc là cũng có thể có nhiều trung tâm hoạt động. Thế và trung tâm hoạt động này thì sẽ gồm những cái nhóm hóa học hoặc là những cái liên kết
có thể tiếp xúc trực tiếp hoặc là không trực tiếp với cơ chất, nhưng mà nó sẽ có chức năng trực tiếp trong quá trình xúc tác, bao gồm các cái nhóm, các cái axit amin mà có những cái nhóm chất hóa học có hoạt tính cao, ví dụ như là nhóm hydroxyl của serin, hay nhóm thion của cysteine, hay là nhóm imidazole của histidine. Thì đây là những cái nhóm hóa 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 chất mà nó có tính phân cực mạnh hoặc là cái độ ion hóa cao, và nó dễ dàng tạo ra các cái liên kết như là liên kết hydro hoặc là liên kết ion với cơ chất. Vì vậy mà nó giúp cho cái phần trung tâm hoạt động của enzyme dễ dàng gắn được với cơ chất. Thế thì như vậy là cái sự gắn giữa enzyme với cơ chất ấy, nó là một trong những cái điểm mấu chốt, đúng ạ, cho cái sự kết hợp giữa enzyme và cơ chất, hay nói cách khác là cho cái vai trò xúc tác của enzyme đối với phản ứng. Do vậy mà Fischer-E năm 1890, ông ấy đã đưa ra cái thuyết ổ khóa và chìa khóa để mô tả cái mối quan hệ này. Điều đó cho thấy là gì ạ? Mỗi một enzyme đấy thì chỉ có thể là kết hợp với được một cơ chất. Ngược lại thì một cơ chất chỉ có thể kết hợp được với một trung tâm hoạt động của enzyme, giống như là ổ khóa và chìa khóa. Một chìa khóa thì chỉ mở được một ổ khóa, và ngược lại một ổ khóa chỉ được mở bởi một chìa khóa. Thì với cái thuyết này của Fischer, nó sẽ giải thích được cái tính đặc hiệu tuyệt đối của enzyme, tức là gì ạ? Một enzyme chỉ xúc tác được cho một phản ứng, và một phản ứng thì chỉ được xúc tác bởi một enzyme. Đấy. Nhưng tuy nhiên thì trong thực tế có những phản ứng nó được xúc tác bởi nhiều enzyme, hoặc là một enzyme có thể xúc tác được cho nhiều phản ứng hóa học. Thì sau này Coats-Lang có đưa ra cái thuyết mô hình cảm ứng không gian. Thì với cái thuyết này của Coats-Lang ấy, ông ấy cho rằng là ngay từ ban đầu thì cái phần trung tâm hoạt động của enzyme chưa chắc nó đã phù hợp hoàn toàn với cơ chất, nhưng nó có khả năng biến đổi. Và khi mà gặp cơ chất thì nó sẽ biến đổi để nó phù hợp với cơ chất, và nó tạo ra được cái liên mối liên cái tức là cái liên gọi là như này, nó có thể gắn được với cơ chất. Đấy. Thì với cái thuyết mô hình cảm ứng không gian này của Coats-Lang, nó không phải là nó phủ nhận cái quan điểm của Fischer-E, mà thực tế là gì ạ? Nó chỉ bổ sung thêm cho Fischer thôi, và giải thích thêm những cái trường hợp mà chúng ta thấy trong thực tế, đúng không ạ? Thì cái đối với cái thuyết mô hình cảm ứng không gian này thì các em thấy là nó sẽ giải thích được cho những cái gọi là cái tính đặc hiệu tương đối, đúng không ạ? Cái thuyết cái tính đặc hiệu tương đối của enzyme. Thế còn thuyết của Fischer-E thì sẽ giải thích cái tính đặc hiệu tuyệt đối của enzyme. Về các dạng cấu trúc của phân tử enzyme thì chúng ta có enzyme đơn chuỗi, enzyme đa chuỗi hoặc là các enzyme dị lập thể. Các dạng phân tử của enzyme thì chúng ta có các cái ở dưới nhóm gọi là các isoenzyme hoặc là isozyme. Thì bản thân các isoenzyme chúng ta hiểu là đấy là cùng một phân tử enzyme hoặc là những cái hợp chất mà có cùng cùng xúc tác cho một phản ứng hóa học, nhưng mà nó tồn tại ở những dạng phân tử và có tính chất vật lý hóa học khác nhau. Thế thì ở đây cô lấy ví dụ như là enzyme lactate dehydrogenase. Đây là enzyme có mặt ở nhiều loại tế bào. Thế và với mỗi một loại tế bào ấy thì nó sẽ có một cái cấu trúc đặc hiệu, đúng không ạ? Đặc hiệu để chúng ta có thể là nhận biết. Ví dụ như là enzyme lactate dehydrogenase ở tế bào cơ tim, có nguồn gốc từ tế bào cơ tim thì được ký hiệu là LDH1, đúng không ạ? LDH2, LDH3, LDH4 thì thường là nó đặc trưng cho LDH có nguồn gốc từ tế bào cơ, hay là LDH5 thì nó là isozyme đặc hiệu cho cái kiểu tế bào gan. Đấy. Các tiền chất của enzyme thì chúng ta cũng hiểu cái khái niệm này như thế nào. Thì đây chính là các enzyme được tổng hợp, được sản xuất nhưng mà nó ở dạng là chưa hoạt động, chưa hoạt động. Như thế nào là tiền chất? Đấy, thì và hay là nói cách khác, cái cơ chế để mà tạo ra những cái enzyme không hoạt động này thì thông thường người ta thấy là sẽ có những cái đoạn polypeptide
che cái phần trung tâm hoạt động của enzyme. Do vậy mà trung tâm hoạt động của enzyme không nhận được cơ chất, thì ở cái dạng như vậy người ta gọi là dạng tiền chất và enzyme người ta chưa hoạt động được. Vậy nó sẽ hoạt động khi mà nó gặp điều kiện thuận lợi. Đã gặp điều kiện thuận lợi thì các cái chuỗi polypeptide này sẽ bị thủy phân đấy, ra khỏi cái phần trung tâm hoạt động và nó để lộ ra trung tâm hoạt động, thì khi đó nó sẽ nhận biết được cơ chất và thể hiện được cái tác dụng của enzyme. Cô lấy ví dụ như là pepsin ở trong dịch vị dạ dày, đúng không ạ? Do tế bào niêm mạc dạ dày bài tiết ra. Nhưng mà không phải ngay từ ban đầu, đúng không ạ? Pepsin đã ở dạng hoạt động, mà nó được bài tiết ra dưới dạng pepsinogen, tức là chưa hoạt động tiền enzyme, đúng không ạ? Khi mà chúng ta ăn vào đấy, thì sẽ mới kích thích tế bào rìa niêm mạc dạ dày tăng bài tiết acid chloric và làm cho pH môi trường dịch vị dạ dày làm sao giảm xuống. Giảm đến cái mức độ thích hợp thì lúc đó pepsinogen sẽ được hoạt hóa bằng cách là gì ạ? Thủy phân 44 acid amin, cái chuỗi polypeptide che phần trung tâm hoạt động. Thì lúc này cái phần trung tâm hoạt động nó mới lộ ra, và pepsinogen lúc này nó sẽ chuyển thành cái dạng hoạt động của nó là pepsin, và nó sẽ thực hiện cái phản ứng thủy phân một phần protein trong thức ăn. Thì lý giải về cái việc là tại sao các enzyme nó lại được tiết ra dưới dạng tiền enzyme, bởi vì ở đây trong cái ví dụ này thì các bạn biết là pepsin nó là một enzyme thủy phân protein. Thế nên nếu như mà vừa mới tế bào vừa mới tổng hợp ra, tế bào niêm mạc dạ dày vừa mới tổng hợp ra mà nó đã hoạt hóa ngay rồi thì nó sẽ làm tổn thương ngay cái tế bào bên cạnh. Với các em biết là hầu hết các cái tế bào đều được cấu tạo phần lớn là từ protein, đúng không ạ? Do vậy mà việc mà tiết ra ở dưới dạng tiền enzyme ấy, thì nó có ý nghĩa là gì ạ? Để nó bảo vệ các cái mô, tự nó bảo vệ các cái mô cơ quan. Hay nói cách khác, đây chính là cái cơ chế để mà cơ thể tự bảo vệ mình, đặc biệt là với các enzyme thủy phân protein. Đấy. Sau này thì các bạn nghiên cứu thêm về các enzyme tuyến tụy protein, do tuyến tụy bài tiết ra, thủy phân protein do tuyến tụy bài tiết ra, các bạn sẽ thấy cái cơ chế tương tự. Đúng không? Rồi chúng ta có cái khái niệm về phức hợp đa enzyme. Thế nào là phức hợp đa enzyme? Đó là một tổ hợp gồm nhiều enzyme xúc tác cho một chuỗi phản ứng hóa học xảy ra. Đấy. Đây là những cái phản ứng hóa học xảy ra liên tiếp nhé. Thế và các cái enzyme này kết hợp với nhau tạo thành phức hợp đa enzyme và nó liên tục xúc tác cho cái chuỗi phản ứng này. Với mục đích là gì? Để làm cho cái hiệu suất của cái chuỗi phản ứng này nó được nâng cao lên. Cô lấy ví dụ ở đây chúng ta có phức hợp đa enzyme là pyruvate dehydrogenase. Thì enzyme này sẽ xúc tác cho phản ứng chuyển từ acid pyruvic tạo ra acetylcholine A. Thì từ acid pyruvic để tạo ra acetylcholine A nó sẽ gồm có 4 phản ứng. Đó là phản ứng tách ra của nhóm carboxin này, phản ứng tách hydro này, vận chuyển điện tử này, và cuối cùng đó là phản ứng gắn coenzyme A. Đấy, gắn coenzyme A. Thế thì như vậy ở đây các em thấy là các em thấy là như vậy thì cái tác dụng của cái phức hợp đa enzyme này là với mục đích là để làm sao đấy, nó xúc tác cho một chuỗi các cái phản ứng xảy ra, thì nó tác dụng liên tiếp như vậy ấy, thì nó sẽ làm cho hiệu suất của các cái phản ứng này đạt được càng gần cái mức tối đa. Như vậy là chúng ta vừa trao đổi xong về cấu tạo của enzyme, và để cho các em hiểu là với cái cấu tạo như thế thì nó sẽ dễ dàng có thể gắn được với cơ chất đặc hiệu. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến một số những cái coenzyme quan trọng. Một số coenzyme quan trọng. Thì trong cơ thể chúng ta có hai hệ thống enzyme, hai loại enzyme xúc tác cho hai loại phản ứng mà xảy ra khá phổ biến, đó là phản ứng oxy hóa cực và phản ứng trao đục. Thì chúng ta cũng sẽ nói đến một số những cái coenzyme của các cái enzyme này. Thứ nhất đó là coenzyme oxy hóa khử. Ở đây chúng ta có NAD, FAD và LTPP. Thứ hai đó là coenzyme vận chuyển nhóm.
Coenzyme oxy hóa khử, đây nicotinamide nucleotide thì có hai loại là nicotinamide adenine dinucleotide, viết tắt là NAD cộng. Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate NADP cộng. Bản chất của nó là cấu tạo từ vitamin B5 hay còn gọi là vitamin PP, đúng không ạ? Và cơ chế hoạt động của nó thì nó sẽ nằm ở cái nhân nicotinamide. Vì trong cái phần nhân nicotinamide này có nguyên tử nitơ thừa điện tích dương nên bao giờ chúng ta cũng viết là NAD cộng, các em nhớ nhé. Đấy. Nhân nicotinamide này có thể nhận 1H cộng và 2 điện từ, đấy, tạo thành NADH. Nhưng bình thường thì khi mà từ cơ chất tách ra thì hiđro không bao giờ nó tách ra một nguyên tử đâu mà nó phải tách ra hai hiđro. Do vậy mà ở đây chúng ta sẽ viết cái phương trình phản ứng là gì ạ? NAD cộng cộng 2H cộng cộng 2E thì tạo thành NADH chấm H cộng hoặc là NADH cộng H cộng. Coenzyme oxy hóa khử thứ hai là flavin nucleotide, gồm có hai loại flavin mononucleotide viết tắt là FMN và flavin adenine dinucleotide viết tắt là FAD. Đây chính là vitamin B2, vitamin B2. Và FMN là một cái tác nhân oxy hóa còn mạnh hơn cả NAD cộng. Cơ chế tác dụng của nó thì nó nằm ở trong cái phần nhân riboflavin. Có hai nguyên tử nitơ, nitơ số 1 với nitơ số 5 có khả năng nhận 2H cộng 2 điện từ. Do vậy mà phương trình ở đây chúng ta sẽ viết là FAD hoặc FMN đúng không ạ? Nhận 2 hiđro 2 điện tử tạo thành FMNH2 hoặc là FADH2. Coenzyme oxy hóa khử thứ ba đó là axit lipoic. Đây là coenzyme vận chuyển hiđro. Và cái cơ chế vận chuyển hiđro của nó nằm ở cái liên kết disulfur này. Đấy. Khi mà cái liên kết này hình thành thì nó sẽ có khả năng là gì đấy? Nhường đi H cộng. Còn nếu mà cái liên kết này bị chặt đứt thì nó có khả năng gì ạ? Nhận H cộng. Thế và đây cũng là coenzyme có thể là thực hiện cái vai trò khử nhóm carboxy và thường ở dạng kết hợp với thiamin pyrophosphate. Tiếp đến chúng ta nói về các coenzyme vận chuyển nhóm thì đây có là thiamin pyrophosphate viết tắt là TPP và nếu như nó kết hợp với axit lipoic thì chúng ta có là LTPP, lipoic axit thiamin pyrophosphate. Vai trò của thiamin pyrophosphate là vận chuyển nhóm acetaldehyde hoạt động của enzyme khử nhóm carboxyl của axit alpha cetonic. Và nó cái nhóm chức mà thể hiện tính hoạt tính của nó nằm ở cái đoạn này của thiamin pyrophosphate. Tiếp theo, coenzyme pyridoxan phosphate, đây chính là vitamin B6, là coenzyme của nhiều enzyme trao đổi amin khác nhau. Cơ chế hoạt động của nó thì nằm trong cái sự chuyển hóa thuận nghịch từ pyridoxan thành pyridoxamin. Ngoài ra, pyridoxan còn được biết đến, pyridoxan phosphate còn được biết đến là coenzyme của phần lớn các enzyme khử carboxyl của axit amin. Như vậy là pyridoxan phosphate nó sẽ là coenzyme của enzyme xúc tác cho phản ứng trao đổi amin và enzyme khử nhóm carboxyl. Cuối cùng là chúng ta nói về coenzyme A. Coenzyme A là coenzyme vận chuyển gốc axit hữu cơ, axit acetic. Nhóm hoạt động của nó là nhóm SH này. Đấy. Nhóm SH. Đấy, mặc dù cái công thức của coenzyme A nó cồng kềnh như thế này thôi, nhưng cái phần hoạt động của nó thì chỉ có tập trung vào cái nhóm thion này thôi. Đấy, nó sẽ kết hợp với axit acetic hoặc gốc axit hữu cơ để hình thành nên một cái liên kết giàu năng lượng dưới dạng là acetin coenzyme A hoặc là acin coenzyme A. Như vậy là chúng ta có gì ạ? Ba loại coenzyme oxy hóa khử và ba coenzyme vận chuyển nhóm. Thì đây là những cái coenzyme mà chúng ta thấy là thường thấy, thường gặp thôi. Đúng không? Chúng ta còn nhiều loại coenzyme khác nữa thì các em cũng sẽ tìm hiểu thêm. Và ở đây các bạn thấy là có vai trò của vitamin rất là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta chuyển sang phần 7.
là các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng enzyme. Thì em thấy nó cũng giống như tất cả những cái phản ứng hóa học thông thường khác thôi, đúng không ạ? Thì đối với phản ứng mà có enzyme xúc tác ấy, thì em thấy là nó cũng bị ảnh hưởng bởi các cái yếu tố như là gì? Nồng độ cơ chất này, nồng độ enzyme. Đấy. Rồi là nhiệt độ, pH môi trường hay là chất hoạt hóa và chất ức chế. Thì đối với lại cơ chất ấy, thì em thấy là khi mà các cái điều kiện như là nhiệt độ này, pH hằng định, tốc độ phản ứng thì sẽ phụ thuộc vào nồng độ enzyme và nồng độ cơ chất. Nếu như nồng độ enzyme hằng định, nồng độ cơ chất tăng lên, tốc độ phản ứng tăng lên và khi mà tất cả các trung tâm hoạt động của enzyme gắn với cơ chất thì lúc đó tốc độ phản ứng sẽ đạt tối đa. Nhưng mà nếu mà nó đã đạt tối đa rồi thì nó không tăng nữa đâu. Nó sẽ là một cái đường, nếu như chúng ta biểu diễn nó sẽ là một cái đường nằm ngang, đúng không ạ? Lúc đầu thì khi mà chúng ta tăng nồng độ cơ chất lên ý, thì vận tốc của phản ứng sẽ tăng tuyến tính, đúng không ạ? Tăng tuyến tính. Nhưng mà khi mà tất cả các cái trung tâm hoạt động của enzyme đã gắn với cơ chất rồi thì lúc đó tốc độ phản ứng đạt tối đa và nó không tăng tiếp được nữa, đúng không ạ? Với ảnh hưởng của nồng độ enzyme, tức là với điều kiện là các cái yếu tố còn lại hằng định, thì nếu như chúng ta tăng nồng độ enzyme thì nồng độ enzyme sẽ tỷ lệ thuận với tốc độ phản ứng. Thế và khi mà trung tâm hoạt động của enzyme gắn với cơ chất thì nó sẽ nhanh chóng làm cho vận tốc của phản ứng đạt được tốc độ tối đa. Thế và trong cũng cái điều kiện như vậy thì em thấy là nồng độ enzyme sẽ tỷ lệ thuận với lại nồng độ với cái lượng sản phẩm tạo thành. Tiếp theo là chúng ta nói về ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ, đúng không? Nhiệt độ. Thế thì với chất xúc tác thông thường thì nếu như chúng ta cứ tăng nhiệt độ lên 10 độ thì tốc độ phản ứng tăng lên khoảng 2 lần, đúng không ạ? Thế nhưng mà trong trường hợp phản ứng mà có enzyme xúc tác thì cái ảnh hưởng của yếu tố nhiệt độ nó có một số những cái đặc điểm riêng. Thứ nhất là gì? Nếu như mà chúng ta tăng lên nhiệt độ tăng lên quá cao thì enzyme của chúng ta có bản chất cấu tạo là protein nó sẽ bị biến tính. Và nó bị biến tính như vậy thì nó sẽ đồng nghĩa với việc là nó bị mất hoạt tính. Bị mất hoạt tính. Nó sẽ bị mất hoạt tính. Và ở đây chúng ta còn có một cái khái niệm nữa là nhiệt độ thích hợp. Cái này không có với những cái chất hóa học xúc tác thông thường đâu nhé, đúng không ạ? Vậy thì nhiệt độ thích hợp ở đây là gì? Tại sao lại có nhiệt độ thích hợp? Thì em biết là enzyme sẽ xúc tác cho các cái phản ứng xảy ra ở bên trong cơ thể sống, đúng không ạ? Mà cơ thể sống thì cái nhiệt độ tối đa của cơ thể chúng ta, động vật máu nóng là từ 37 đến 40 độ C. Như vậy thì điều đó có nghĩa là gì ạ? Ở cái nhiệt độ 37 40 độ C thì enzyme cũng phải đạt được cái khả năng xúc tác một cách tối ưu, đúng không ạ? Do vậy mà đây chúng ta có cái khái niệm nhiệt độ thích hợp là như vậy. Bên cạnh đó thì các em thấy là nếu như mà chúng ta tăng nhiệt độ lên cao hơn so với nhiệt độ thích hợp ấy, thì có nguy cơ là gì ạ? Làm cho protein bị enzyme bị biến tính, mất hoạt tính. Nhưng nếu như nhiệt độ mà thấp hơn nhiệt độ thích hợp thì sao? Đấy. Thì không làm mất hoạt tính của enzyme mà nó chỉ làm gì ạ? Giảm hoạt tính của enzyme thôi. Đấy. Và điều đặc biệt là gì? Ở 0 độ C thì enzyme hầu như không hoạt động. Đấy. Ở 0 độ C enzyme hầu như không hoạt động. Thế thì ứng dụng cái tính chất này để chúng ta làm gì ạ? Bảo quản enzyme, đúng không? Bảo quản các cái mẫu bệnh phẩm. Thế và ngoài ra nữa thì chúng ta còn ứng dụng trong cái gì đấy ạ? Cái việc nuôi cấy tế bào và bảo quản các cái mô cơ quan, ứng dụng trong cái cấy ghép ở đây cô thấy chúng ta thấy là nó còn có một cái điểm đặc biệt nữa đó là gì ạ? Khi mà chúng ta đưa về nhiệt độ thấp ấy, enzyme giảm hoạt tính ở 0 độ C enzyme ngừng hoạt động. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta đưa nhiệt độ trở lại nhiệt độ thích hợp thì enzyme chúng ta lại hoạt động bình thường. Thế thì chính ứng dụng cái đặc điểm này thì chúng ta mới có thể là gì đấy ạ? Nuôi cấy tế bào hoặc là chúng ta bảo quản tế bào
lưu trữ tế bào cũng như là chúng ta bảo quản các cái mảnh mô để ứng dụng cho cái việc cấy ghép, đúng không ạ? Tiếp đến chúng ta phân tích về ảnh hưởng của pH môi trường. Ảnh hưởng của pH môi trường thì các em thấy là thực ra nó cũng giống như các cái phản ứng hóa học thông thường khác. Đấy, thì các cái phản ứng hầu như đều rất nhạy cảm với yếu tố pH. Bởi vì sao? Bởi vì pH môi trường nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái tồn tại của các cái chất trong đó. Mà ở đây thì chúng ta đang rất cần, đúng không ạ? Cái sự kết hợp giữa enzyme và cơ chất. Thì cái pH môi trường ấy, nó sẽ là cái yếu tố mà ảnh hưởng trực tiếp đến sự kết hợp giữa enzyme và cơ chất. Vì vậy mà không giống như nhiệt độ thì có thể là cái dao động của nó lớn hơn, nhưng mà đối với pH thì cái khoảng dao động của nó rất là hẹp. Thế chính vì như vậy nên là mỗi một enzyme thì nó chỉ có một cái pH tối ưu để hoạt động tốt thôi, đúng không ạ? Còn ngoài cái khoảng pH tối ưu đó thì enzyme không hoạt động. Thế nó không giống như nhiệt độ nhé. Nếu mà nhiệt độ thấp thì enzyme chỉ giảm hoạt tính thôi, nhưng mà đây không, đúng không ạ? Nếu như mà nó khoảng ngoài cái khoảng pH tối ưu đó thì enzyme chúng ta coi như là không hoạt động được. Đấy. Về ảnh hưởng của chất hoạt hóa, ảnh hưởng của chất hoạt hóa thì các em thấy các chất hoạt hóa ở đây thường là những phân tử nhỏ hoặc là các ion. Thì cơ chế hoạt động của các chất hoạt hóa là tạo ra một cái vị trí hoạt động tích điện dương để có thể tác động vào các nhóm tích điện âm của cơ chất. Hay nói cách khác là cái vai trò của chất hoạt hóa ở đây ý, thì các em thấy là thường là nó sẽ tác động đến cái quá trình gắn giữa enzyme và cơ chất. Ví dụ như là ion Mg2 cộng, canxi 2 cộng hay là Mn2 cộng thì kích thích hoạt động của phosphatase kiềm. Hay là ion clo thì hoạt hóa hoạt động của amylase. Tiếp theo chúng ta nói về ảnh hưởng của chất ức chế. Thì ở đây chất ức chế có ba cái cơ chế ức chế. Thứ nhất đó là gì ạ? Ức chế cạnh tranh. Thì đối với những chất ức chế cạnh tranh ấy, thì nó là những hợp chất có cấu trúc tương tự như cơ chất của enzyme. Chính vì nó có cấu trúc tương tự như cơ chất nên nó sẽ làm sao các em? Nó sẽ cạnh tranh cái phần trung tâm hoạt động của enzyme và nó làm cho cơ chất không gắn được với enzyme. Đấy. Thì ứng dụng cái tính chất này để chúng ta sản xuất ra những thuốc điều trị ung thư, đấy, chống ung thư bằng việc là gì? Chúng ta sẽ tạo ra những chất mà nó có cấu trúc tương tự như là bazopurin hoặc là pyrimidine. Thế và những cái chất ức chế cạnh tranh của bazopurin thì sẽ có tác dụng là ức chế sự tổng hợp axit nucleic. Đấy, bởi vì là nó sẽ làm cho các enzyme xúc tác cho cái quá trình này nhận nhầm, đúng không ạ? Thay vì kết hợp với cơ chất thì nó lại kết hợp với gì ạ? Các cái chất ức chế mà chúng ta sản xuất, chúng ta đưa vào một cách nhân tạo, đúng không ạ? Thì khi mà nó không nhận được, đúng không ạ? Nó không có sự kết hợp giữa enzyme với cơ chất, những cái enzyme mà xúc tác cho cái quá trình tổng hợp axit nucleic ấy, thì đồng nghĩa với việc là gì ạ? Tế bào chúng ta sẽ không phân chia được. Thế và cái điều này thì đấy là cái điều mà chúng ta đang mong đợi, đúng không ạ? Vì chúng ta muốn là các cái tế bào ung thư nó không tiếp tục phát triển thì chúng ta phải ức chế cái quá trình phân chia của nó. Tiếp theo là cơ chế ức chế không cạnh tranh. Thì trong cái cơ chế này em thấy là cấu trúc của chất ức chế sẽ không giống với cấu trúc của cơ chất. Do vậy mà nó không gắn với trung tâm hoạt động của enzyme, nhưng mà chất ức chế nó vẫn gắn được vào enzyme, và khi mà nó gắn vào enzyme thì nó lại làm thay đổi trung tâm hoạt động của enzyme, và như vậy thì cũng sẽ làm cho enzyme và cơ chất không gắn được với nhau. Đấy. Cơ chế thứ ba đó là ức chế phi cạnh tranh. Thì trong cái cơ chế này ấy, cấu trúc của chất ức chế cũng không giống cấu trúc của cơ chất. Thế và chất ức chế thì có thể gắn được vào enzyme, nhưng nó cũng không làm thay đổi trung tâm hoạt động của enzyme. Nên cơ chất vẫn gắn được vào enzyme. Và khi mà cái phức hợp chất ức chế, enzyme và cơ chất hình thành ấy, thì enzyme không thể hiện cái tác dụng tùy phân của nó. À, cô xin lỗi, không thể hiện được cái tác dụng xúc tác của nó. Bởi vì lúc này nó không không đảm bảo cái điều kiện ban đầu nữa là chỉ có bao gồm enzyme với cơ chất nữa, đúng không ạ? Mà lúc này nó tạo ra một cái phức hợp là gì ạ? Chất ức chế, enzyme và cơ chất. Thì lúc này enzyme nó cũng không thể hiện được hoạt tính xúc tác. Thì đấy, như vậy là chúng ta có ba cái cơ chế ức chế, đó là ức chế cạnh tranh, ức chế không cạnh tranh và ức chế phi cạnh tranh. Như vậy thì chúng ta cũng vừa trao đổi với nhau, đúng không ạ, về các cái yếu tố ảnh hưởng
đến hoạt động xúc tác, đến vận tốc xúc tác của enzyme. Thì trên cơ sở đó các bạn về chúng ta cũng vẫn phải đọc thêm tài liệu, đúng không ạ, để chúng ta hiểu kỹ hơn cái vấn đề mà cô vừa trao đổi. Bây giờ chúng ta còn một cái phần nữa, đó là liệt kê một số enzyme có sự thay đổi hoạt độ ở bệnh nhân viêm tụy, viêm gan, nhồi máu cơ tim. Thì thực ra đây nó là một cái câu hỏi thảo luận, một cái câu hỏi thảo luận thì các bạn phải chuẩn bị đấy. Nhưng mà vì là chúng ta cũng chưa có nhiều thời gian tiếp cận với môn học, cũng như là gần đây thì lịch học của các bạn là liên tiếp, đúng không ạ, nên là chúng tôi cũng không có yêu cầu các bạn phải chuẩn bị. Nhưng mà từ những cái bài sau sẽ đi, các bạn cố gắng, cán bộ lớp đôn đốc các bạn trong lớp là mình chuẩn bị các cái câu hỏi thảo luận để trong cái buổi học ấy, các cô sẽ hỏi để các bạn trả lời, chứ không phải là lúc nào các cô cũng trả lời hết đâu, đúng không ạ. Thế thì ở đây chúng ta có ba bệnh, đó là nhồi máu cơ tim, viêm gan và viêm tụy. Nhồi máu cơ tim là tình trạng gì đấy ạ? Một cái nhánh nào đó của mạch vành nuôi tim đấy, nó bị tắc hoặc là bị hẹp, thì nó sẽ làm cho cái vùng mô cơ tim mà cái đoạn mạch vành đó nuôi dưỡng bị làm sao đấy ạ? Thiểu dưỡng, hoặc là nó làm cho các cái tế bào cơ tim sẽ bị tổn thương, hoặc thậm chí là gì ạ? Có thể bị hoại tử, đúng không ạ? Vậy thì các enzyme ở trong các cái tế bào cơ tim khi mà nó bị tổn thương như vậy thì nó sẽ tăng cường phóng thích vào trong máu, và lúc đó khi mà chúng ta xét nghiệm định lượng hoạt độ của enzyme này trong huyết tương thì sẽ thấy là nó tăng lên, và như vậy thì chúng ta có cái cơ sở để là chúng ta nói rằng là có tổn thương ở cái loại mô cơ quan tế bào đó. Thế thì trong trường hợp mà có tổn thương tế bào cơ tim thì chúng ta có một số những cái enzyme đặc hiệu cho cái loại mô tế bào này, đó là creatine kinase, viết tắt là CK. Enzyme này sẽ xúc tác cho phản ứng phosphorin hóa creatine thành creatine phosphat. Đấy. Creatine phosphat là dạng dự trữ năng lượng cho cơ. Khi cơ hoạt động thì nó sẽ giải phóng ra gốc phosphat để cho cơ hoạt động. Thế còn đối với cái enzyme này thì ở đây chúng ta đọc là creatine phosphokinase, viết tắt là CPK, hoặc là đọc là creatine kinase cũng được. Đấy, nó là bản chất nó là enzyme gắn gốc phosphat vào hợp chất hữu cơ thôi, đúng không ạ? Và nó có ở nhiều loại tế bào, nhưng trong đó thì tế bào cơ tim nó là một trong những loại tế bào mà có chứa nhiều enzyme này, đúng không ạ? Có 3 isozyme, enzyme này thì nó có 3 isozyme, đó là CKBB thì đặc hiệu cho tế bào não, CKMB là đặc trưng cho tế bào cơ tim, CKMM là đặc trưng cho tế bào cơ xương. Thế và trong trường hợp nhồi máu cơ tim, tức là có tổn thương tế bào cơ tim ấy, thì đương nhiên là gì? CKMB, tức là enzyme CK có nguồn gốc tim sẽ tăng ở trong máu. Và đặc biệt là tỷ lệ CKMB trên CK toàn phần, đấy, nó sẽ tăng. Đấy, nếu như tăng trên 6% thì chúng ta có cơ sở để chẩn đoán cái sự tăng enzyme này là có nguồn gốc từ tế bào cơ tim và có tổn thương tế bào cơ tim. Enzyme thứ hai là lactate-dehydrogena. Thì enzyme này lúc nãy chúng ta cũng đã phân tích rồi, nó có nhiều isozyme và LDH1 là isozyme mà đặc hiệu cho tế bào cơ tim. Thì trong trường hợp này, các em thấy là nếu như có tổn thương tế bào cơ tim ý, thì lactate-dehydrogena trong huyết tương sẽ tăng lên, và đặc biệt là nó sẽ tăng cái isozyme LDH1. Enzyme thứ ba là aspartate aminotransferase, viết tắt là AST. Enzyme này thì có ở bào tương và ti thể của tế bào cơ tim, tế bào gan, tế bào cơ xương. Thế và trong trường hợp nhồi máu cơ tim thì AST bắt đầu tăng trong vòng 6 giờ đến 8 giờ sau khi khởi phát nhồi máu cơ tim, và nó đạt cái giá trị cao nhất vào lúc 24 giờ, sau đó trở lại bình thường sau 5 ngày. Thế thì các bạn có thể ứng dụng cái enzyme này, đúng không ạ, để chúng ta phát hiện những cái trường hợp nhồi máu cơ tim, đặc biệt là ở những cái cơ sở y tế mà chúng ta không có các cái kỹ thuật khác để chẩn đoán nhồi máu cơ tim, thì AST, LDH và CK vẫn là những cái enzyme thể hiện được cái vai trò của mình trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim, bởi vì là khi mà có tổn thương tế bào cơ tim ý, thì nó sẽ làm hoạt độ của các enzyme này trong máu tăng lên. Trường hợp thứ hai đấy là bệnh về gan mật, thì chúng ta có thứ nhất là vẫn là AST thôi, đúng không ạ? AST bởi vì lúc nãy cô vừa nói đấy, nó vừa có nhiều ở cơ tim, nó lại vừa có nhiều ở gì ạ? Cơ xương, đúng không ạ? Và có cả ở tế bào gan nữa.
Thế nên khi mà tế bào gan bị tổn thương ấy, thì nó cũng sẽ tăng cường đưa AST vào trong huyết tương. Thế ngoài ra nữa thì còn có alanine aminotransferase, viết tắt ALT. Đây cũng là enzyme xúc tác cho phản ứng trao đổi amin, nhưng nó lại có nhiều ở tế bào gan. Và nó đặc hiệu hơn với tế bào gan so với AST. Nên là nhiều trường hợp ạ, bệnh nhân có tổn thương tế bào gan thì ALT còn tăng trước cả AST. Tăng trước khi cả bệnh nhân có triệu chứng vàng da. Alkaline phosphatase kiềm thì đây là enzyme xúc tác cho phản ứng thủy phân phosphomonoester ở trong môi trường kiềm. ALP thì có ở nhiều loại tế bào và nó cũng có nhiều ở tế bào gan và nó tăng đặc hiệu trong những cái trường hợp có tổn thương tế bào gan, đặc biệt là có tình trạng ứ mật. Gamma glutamine transferase viết tắt là GGT. Thì enzyme này có ở các loại tế bào như là thận, não, tiền liệt tuyến, tụy và gan. Có ở bề mặt tế bào gan nên nó khá đặc hiệu cho cái tình trạng là gì ạ? Tế bào gan bị nhiễm độc. Đúng không ạ? Nhiều khi tế bào gan tiếp xúc với lại cái tác nhân gây độc thì nó sẽ làm tăng gamma GT, tăng trước cả khi có tăng AST, ALT. Tôi xin lỗi chút. Chị đây. Không, đang ở nhà. Đang giảng. Chờ tí ra nhé, thế nhé. Thế thì các em thấy là như cô đang nói, cô xin lỗi một tí, cô đang nói dở đúng không ạ? Tức là enzyme này nó sẽ tăng trước khi cả, tức là khi mà tế bào gan tiếp xúc với chất độc thôi, chưa cần bị tổn thương đúng không ạ? Chưa có sự tăng giải phóng ra AST, ALT thì ngay khi mà nó tiếp xúc với chất độc thì GGT này nó đã tăng rồi. Đúng không ạ? Chúng ta thấy rõ nhất là ví dụ như trong những cái trường hợp mà uống nhiều rượu hoặc là nhiễm độc rượu đấy. Thì thậm chí là enzyme còn chưa tăng đâu đấy, AST, ALT chưa tăng đâu nhưng mà đã có tăng gì rồi ạ, tăng GGT rất cao rồi đấy. Như vậy là chúng ta vừa đề cập đến ba enzyme của bệnh gan mật là ALT, ALP và GGT đúng không ạ? Bây giờ ta sẽ nói đến enzyme trong bệnh lý tuyến tụy. Thì có hai enzyme là amylase và lipase. Thì amylase trong trường hợp viêm tụy cấp thì nó bắt đầu tăng từ 2 giờ đến 12 giờ sau khi phổi phát bệnh và nó đạt được cái hoạt độ cao nhất ở trong huyết tương sau 24 giờ, trở lại bình thường trong vòng từ 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên ý, thì cái tính đặc hiệu của amylase trong viêm tụy cấp thì nó không cao, nó chỉ từ 20 đến 60% thôi. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái trường hợp mà tổn thương ở các tạng rỗng ở đường tiêu hóa khác thì nó cũng làm tăng enzyme này, nó cũng kích thích làm tăng enzyme này. Đấy. Cái trường hợp khó nhất đấy là chúng ta phân biệt với lại một cái trường hợp thủng dạ dày. Thủng dạ dày thì cũng giống như viêm tụy cấp, bệnh nhân đều có biểu hiện là gì ạ? Đau ở vùng mũi ức này. Đấy. Thế nhưng mà khi mà bệnh nhân vào viện với chúng ta thì chúng ta rất khó phân biệt, bệnh nhân đều có cái triệu chứng chung là gì? Đau ở vùng mũi ức. Và đặc biệt là nếu như mà chúng ta xét nghiệm thì chúng ta thấy cả hai trường hợp này đều có amylase máu tăng. Đấy. Nên là khó phân biệt, rất là khó phân biệt. Tiếp theo là enzyme lipase. Thì enzyme này là enzyme thủy phân protein, thủy phân lipid và do tuyến tụy bài tiết ra. Nồng độ lipase ở tụy cao gấp 500 lần so với các mô khác. Và nếu như trong trường hợp có tổn thương tế bào tuyến tụy thì enzyme này sẽ tăng trong vòng từ 4 đến 8 giờ. Đấy. Và nó trở về bình thường sau 8 đến 14 ngày. Khi mà có tổn thương tế bào tuyến tụy thì nó tăng gấp từ 2 đến 50 lần chỉ số trên của giới hạn bình thường. Và nó khá đặc hiệu cho những cái trường hợp viêm tụy cấp. Bởi vì sao? Bởi vì enzyme này hoàn toàn chỉ do tuyến tụy bài tiết ra thôi. Do vậy mà và nó cũng không bị kích thích bởi những cái tình trạng khác nên là nó rất đặc hiệu cho cái trường hợp viêm tụy cấp. Nên là bây giờ trên lâm sàng ấy thì người ta khi mà chẩn đoán cái trường hợp viêm tụy cấp thì em thấy bao giờ người ta cũng sẽ chỉ định song song hai cái xét nghiệm là amylase và lipase. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ phân biệt hơn với lại các cái trường hợp thủng tạng rỗng khác. Đó. Như vậy thì cô vừa mới lấy một cái số cái ví dụ về ứng dụng của các enzyme trên lâm sàng trong những cái trường hợp bệnh lý cụ thể.
Thì ở đây chúng ta có ba bệnh đó là gì ạ? Nhồi máu cơ tim, gan mật và bệnh lý tuyến tụy. Thì nhồi máu cơ tim cô cũng vừa lấy ví dụ cho các bạn về enzyme CK, CKMB, LDH, AST đúng không ạ? Bệnh lý gan mật thì chúng ta lấy ví dụ về ALT, ALP và GGT. Cái bệnh lý tuyến tụy thì chúng ta lấy ví dụ hai enzyme là amylase và lipase. Nhưng ngoài ra chúng ta còn rất nhiều các enzyme khác nữa, trong nhiều các bệnh lý khác nhau nữa, đúng không ạ? Thì dần dần chúng ta mới học hết được, chứ không phải là trong một chốc một lát chúng ta biết hết. Ở đây chúng ta chỉ đưa ra những cái ví dụ thôi để chúng ta hiểu về cái ứng dụng của nó trên lâm sàng. Thì như vậy là nội dung của bài học ngày hôm nay về enzyme thì cô vừa đã chia sẻ với các bạn, đúng không ạ? Thì không biết là cái phần chia sẻ vừa rồi thì các bạn có ý kiến hỏi thêm gì nữa không? Các em có hỏi thêm gì không nhỉ? Các bạn nào hỏi thêm gì không ạ? Dạ không ạ. Không ạ. Nếu như các em không có hỏi thêm gì thì chúng ta sẽ dừng bài học ở đây. Và bây giờ thì cô nhờ cán bộ lớp các bạn sẽ điểm danh cho cô. Vì đầu giờ chúng ta chưa kịp điểm danh đúng không ạ? Thì bây giờ các em sẽ điểm danh. Sau đó thì chúng ta sẽ nghỉ. Dạ vâng ạ. Nguyễn Thị Hải An. Có. Hoàng Hồng Anh. Có. Nguyễn Thị Mai Anh. Có. Có. Trịnh Thị Kim Anh. Có. Hoàng Thị Ánh. Có. Nguyễn Thị Ánh. Có. Lê Minh Châu. Có. Nguyễn Thị Hải Triều. Có. Nguyễn Thị Phương Cúc. Nguyễn Thị Phương Cúc. Nguyễn Tiến Đạt. Bùi Văn Đức. Có. Ngô Văn Minh Đức. Có. Nguyễn Đức Dũng. Có. Nguyễn Bá Dương. Có. Đỗ Thị Thùy Dương. Có. Phạm Thị Mỹ Duyên. Có. Vi Hương Giang. Có. Lâm Thị Thu Hà. Có. Lý Thị Thu Hà. Có. Đỗ Thị Hằng. Có. Lê Thị Hiền. Có. Nguyễn Hữu Hiếu. Có. Vũ Kim Hoa. Có. Nguyễn Phạm Kim Hoàng. Có. Nguyễn Thị Bích Huệ. Có. Nguyễn Hữu Hưng. Nguyễn Thị Hường. Có.